nhắc lại nhá, lên xe mình chỉnh ghế, chỉnh chỗ ngồi, mình thử chỉ thử chân cô thôi, còn chân phanh với chân ga không được thử được đạp. Chân phanh chân ga lúc nào lăn bánh ngoài đường thì vẫn thử. Ví dụ mình lên xe lạ này thì mình lăn bánh thì mình thử một hai phát phanh xem nó ăn không, nó bị nhào lái không, còn đứng ở tại chỗ này đạp phanh vô vọng, đạp ga vô tác dụng, đứng ở chỗ này chỉ thử mỗi chân côn. Rồi em nhìn cái đấy là cái thứ nhất nhá, em chưa. Rồi em nhìn này, đây là cái đằng trước mình có dao được không? Không. Đằng trước này có dao mắt đúng không? Đằng trước này ra cái gì? Đằng trước đi đâu? Đúng không? Khi đằng trước không ra được rồi lấy xe mình phải quan sát đúng không? Vừa qua kia học một hai bài đầu đấy đúng không? Mới học được ngày hai ngày thôi đúng không? Lấy xe phải quan sát trước sau không vướng mắc gì thì mình lấy. Ví dụ đằng trước nó vướng đúng không? Không tiến ra được. Bây giờ mình chỉ có lùi lại để ra thôi đúng không? Lùi lại để ra chỉ đánh lái vào trong vỉa hè. Bất kỳ đứng bên phải đường hay bên trái đường, lùi để ra thì chỉ đánh lái vào trong vỉa hè. Em vào số lùi cho anh nào. Đặt hết cốt lại anh sẽ hướng dẫn cho. Nghe anh bình tĩnh, điều thêm mình hạ bánh tay. Đâu là vỉa hè? Vỉa hè bên này thì đánh về bên này, lùi lại để ra đánh lái về vỉa hè. Đánh lái vào đấy. Mình đang lùi để ra đấy. Đánh lái chứ không phải đưa đấy. Đánh lái nào? Đánh lái thế nào? Nữa. Đánh lái này cơ mà. Đây vỉa hè đây đúng không? Thì đánh lái vào trong vỉa hè thế. Em chưa? Bình tĩnh đã. Có nghĩa là bây giờ anh chỉ nói quyền lợi mình được đi học, quyền lợi trách nhiệm là mình phải tiếp thu, trách nhiệm người thầy là phải truyền đạt. Mình mất tiền mình đi học, em chưa? Thì là quyền lợi của mình được học rồi, trách nhiệm là ông thầy phải là chỉ bảo tận tình, em chưa? À chính vì thế là ta cứ thoải mái lên, ta không sợ gì cả. Đi trên xe là xe có chức năng đào tạo để lái. Thầy mình kinh nghiệm lâu năm rồi thì mình cứ thế mình làm thôi. Chúng ta là gì? Không sợ, không sợ thế. Không biết gì phải học. Mình mất tiền đi học rồi không đâu. Nên là lên xe đừng hoang mang, đừng sợ, đừng gì cả. Thấy chưa? Đừng hoang mang, đừng sợ chứ. Mà em đạp con vào số 4 lùi cho anh nào. Lỏng hết người ra. Đừng gồng. Rồi. Bỏ chân phanh ra côn từ từ. Ra ở đây. Đứng đây. Ra côn thì khi dung nhất thì thôi. Nữa nào. Ra côn đi. Giữ như thế. Tí nữa nào. Ra tí nữa. Tí nữa nào. Chân phanh chưa nhắc lên. Bình tĩnh. Ra tí nữa nào. Không đâm vào đâu. Côn phanh. Côn phanh này. Anh bảo côn phanh. Đầu xe nó ra chưa? Lùi. Các bạn lý nhé, những bạn đang học hoặc những bạn yếu nhé, cái bài này mình đã có rồi. Khi mình đứng ở đây, mình không tiến ra được, mình phải lùi lại. Lùi lại để ra thì chỉ đánh lái vào trong vỉa hè. Hiểu chưa? Chỉ đánh lái vào trong vỉa hè thôi, không đánh lái đâu mà. Đừng có nhìn vào gương, đừng nhìn gì cả, nghe hướng dẫn thôi. Khi mình đứng sau xe này, đúng không? Mình không tiến ra được rồi, mình lùi lại để ra thì chỉ đánh lái vào trong vỉa hè. Bất kỳ em đứng bên phải đường hay đứng bên trái đường. Hiểu chưa? Đầu nó ra chưa? Nó ra rồi thì đúng không? Nó giả thằng lái. Một. Nữa nào. Bình tĩnh vào số 1. Rồi bật lên bên trái. Đứng tại chỗ này. Đầu mình đây đúng không? Đầu xe mình đây ngay cái đít này. Thì mình phải đứng tại chỗ vừa đánh lái ra. Đánh cái lái ra ngay tay lái. Ai, sao phải chán thế nhà sao đẩy thế. Rồi bỏ phanh ra côn từ từ. Nào bỏ phanh ra côn. Nó trôi rồi hơi dốc. Nào, ra côn nào, cứ ra đi. Mai ra cũng được chứ gì, phải thật bình tĩnh. Ra nữa nào, nhấc chân phanh lên. Ra nào. Ra nữa đi, cho lăn bánh. Thế, lăn bánh chưa? Thế, rồi, lại là bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Nào. Thằng lái đi đi. Ra lên nào. Bình tĩnh nào, ga lên. Bỏ ga ra là côn số 2. Bỏ ga là côn, không nhìn xuống dưới. Bình tĩnh ngay, thật bình tĩnh. Không có cái gì mà hộ nó hẳn cả. Đi ga đầu lên. Lái chân côn, ga đầu lên. Mắt nhìn đằng trước là không phải nhìn gương. Gương khi nào đi thạo đã thì hãy nhìn bên cạnh. Còn trước mắt đi theo ai chỉ nhìn đằng trước và lái đã. Còn gương tính sau. Bỏ ga con số 3.
bên cạnh này, đằng sau là đã có anh ngồi đây rồi, em không lo không sợ. Rồi ra hết chân cột, bình tĩnh thôi được chưa? Mọi người nhắc nhở là phải bình tĩnh. Mình mất tiền mình đi học chứ thầy làm gì đâu mà mắng mà sợ. Ra đầu lên, anh cực quý chúng mày luôn. Nhưng chúng mày lên xe đừng có hoang mang, đừng sợ. Anh bảo sao làm thế? Bỏ ga cô số 4. Rồi. Rồi ra chân cột. Bình tĩnh em chứ, nói gì khó. Mình không biết mình phải đi học, đúng không? Ông không biết ông phải đi học chứ. Ông đi học ông mất tiền thì thầy có cái trách nhiệm. À thế là mình cứ thoải mái tạo lên, đừng sợ gì. Cái quan trọng nhất là cái tâm lý đi học lái xe, đi thi lái xe quan trọng nhất tâm lý chứ, đúng không? Cái xe nó có làm gì mình đâu, hàng ngày mình tập nó chả trượt, đến lúc đi thi mình lại trượt, đúng không? Ví dụ cái xe đó là thằng người nó mắng, nó ngồi lên nó cứ bị áo vác cái kìm, nó cấu nó đít nó dái thì ông sợ thì ông cái gì chứ. Cái xe nó có cái cáp ở đâu, đi tập cả chiều chả trượt, sáng sau thi lại trượt mẹ là vẫn xe đấy, đi 10 vòng chả trượt, nhưng đến lúc vòng thi vẫn cái xe đấy lại trượt. Đấy là tâm lý. Thầy không mắng không quát thì rồi đúng giờ rồi, ra là cốc trà mát rồi. Đi 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 à, lên đi lên đấy, còn đấy cơ, gương này mà hơi lâu rồi, 9:30 9 giờ. Cái này nó không khó thật chứ, cái này là tâm lý mọi người. Em bật chân phải, rẽ phải đúng vậy đây. Bật chân phải, chân ga chuyển sang chân phanh. Đấy, thấy chậm chưa? Chậm đạp hết côn lại đây nào. Đạp kịch chân côn lại rồi phanh tác động nó chậm. Nếu không quản lý phải phanh chậm. Em về số 2 đây. Gửi về mo thì số 2 cua lái, đây lái đi không đâm không? Em không lái lái à? Đường mình đâu đã? Cứ đạp các cua lại, đáy lái nó không sang bên kia. Đầu nó bắt đầu vào là giả này, không lại quay trong mũi này. Em phải giả lái đi chứ, em vừa cua đây. Giả lái, em vừa cua ở đây đúng không? Thì em phải giả ra đây. Thế này chứ, đừng gì nó hỏng loạn lên làm gì. Đúng không? Cái ghi đông xe máy em thế thôi. Em cua bên phải, nó thẳng rồi em lại giả bên tay trái. Đúng không? Bình tĩnh ra lên. Nào, ra lên nào, ra lên. Ra nữa, bỏ ra ra con số 3, lỏng cái người. Gãy, tìm. Cái này nó không có để cái ấy, nó khó chịu quá. Anh cầm khó chịu quá, hướng dẫn mọi người nó khó. Đi, cứ đi, nhìn cái ô tô trước đúng không, kệ đó. Đường đủ 2 xe đi, nào ra lên nào. Rồi, nó hắc tránh, đúng không? Tránh những vật không nhìn thấy mình, vật tĩnh. Người không nhìn thấy mình là một vật tĩnh hay ga lên à, không là lên lên nó mắc, ga lên. Em bật xi lên trái cho anh, ga xuống. Đó, đạp cái côn lại cho anh nào. Đạp cái côn lại về số 2. Đạp cái côn lại, đừng nhìn. Rồi, đánh lái về hướng mình đi. Số 2 ở đâu? Rồi, ra côn. Rồi, thằng lái ra côn nào. Ga lên. Rồi, đi, ga lên, bình tĩnh. Bỏ hết chân ga đạp côn số 3. Đẩy ngược lên, gãy. Rồi, ra hết chân côn đây nào. Rồi, đi, bình tĩnh. Đấy, chân côn ra hết chứ. Thoải mái chân lên, đừng có kéo vào trong. Đi, ra hết chân côn ra. Đi giữa đường. Đây là đường 2 chiều, 1 chiều lên, 1 chiều xuống. Em chưa? 2 chiều 1 làn. Tại sao nó làm một làn đường nó bé, nó không đủ đất để nó làm hai làn để mỗi thằng một làn chứ. À thế mình cứ đi giữa đường này này. Đi như thế này là hiện tượng lấn làn. Không, lấn làn được chiều lại đấy, ra đều lên. Nhưng không đi thế này không thể đi được. Mình lấn làn, được phép lấn làn là khi đằng trước này nó không có xe đi ngược chiều lại với mình. Nếu có thì mình giảm lại, được chưa? Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên cạnh mình là bờ mương này. Trong này là làng này. Làng ra rất là nhiều ngõ ngách, nó không có những cái biển báo. Thì ta phải đi tránh ở bên tay trái này, để trong làn nó có ra, nó có lối nó đi. Em chưa? Em ban đêm em phóng vù vù vù, em cứ nửa đường em đi thẳng trong làn ra một mắt, quẳng củ tỏi luôn. Rồi, ra đầu lên. Thế nhiều người lại bảo sao lại lấn làn, không lấn không đi được. Được chưa? Bỏ ra con số 4 của em à. Chưa đi bổ bị gái cũng đã gọi rồi, ra đầu lên. Ra lên. À lên. Đó. Vườn nó cây đổ nó chặt chưa? Nó cho ra cho phanh.
Đấy, khi nào gặp xe là ngược chiều thì mình giả lại. Chưa? Nó ra rồi mình ra giữa đường một đi, ra lên. Mình phải hiểu, nắm bắt đấy. Từ từ cho xe máy ra khỏi chỗ này đã. Hôm qua Hà Nội mưa to quá, phanh chậm, đá các cô lại cho anh. À, về số 3. Đấy. Rồi bỏ phanh ra cô. Đi. Để nó. Xe nào đến chỗ hẹp trước được đi trước, thằng xe máy đến chỗ hẹp trước phải cho thoát qua cái chỗ đấy đã. Em chưa? Ra lên. Cái đường nó bé này mọi người không thể nào đi hết, đi gọn một nửa như mình này. Nếu mà đi đúng như này đúng không? Mỗi người nửa đường này không đi được. Được chưa? À nó bé này tao đi ra giữa. Ra lên. Nữa lên. Bỏ ra ra khu số 4. Lấn làn hay không lấn làn thì điều đầu tiên phải đảm bảo đã sự an toàn đã. Rồi ra lên. Đấy, khi gặp cái thằng này lúc đấy thì ta nhắc chân ga xe phay thì giả nó cho nó một đường. Thì lúc này ta mới tính toán là mỗi thằng một nửa. Hiểu chưa? Đấy. Rồi hết đó rồi tại ra, ta phải đi như thế. Ra đều lên. Đấy, nhiều người thắc mắc là tại sao lại đi lấn làn, không lấn, không đi được. Bất kỳ một người lái xe chuyên nghiệp nào đều như thế thôi. Nhiều bạn học xong sách vở bảo ôi đi thế là lấn làn. Không phải. Không lấn, không đi được. Nó cứ giữa này đã, gặp thằng kia tí sau. Nữa lên nào, gái chân lên. À, ra đến đây rồi đúng không? Đúng là ta giả cho nó. Nếu mà ta cố tình đi đâm vào nó đấy thì là ta không được rồi. Không chưa? Cái này nó là rõ ràng. Thoải mái ra đây cho anh. Đi vị trí. Mình cũng ngồi suốt từ 5 rưỡi bạn ấy. Chưa ăn sáng, chưa kịp uống nước. Hôm nay nói nhiều việc, bận quá. Đi đều lên. Đi đều lên. Rồi nhắc cho ra phải đá các cô lại đây nào. Đừng có kéo vào bộ. Phải chậm đi. Chân phải. Rồi về số 2, gửi với mò từ số 2, rồi ra hết cho cô đi, ra hết cô ra ngoài, rồi bình tĩnh, ra lên nào, chân ga anh chưa thấy có, ga chưa có, bỏ hết chân ga là khối số 3, bỏ hết chân ga là khối số 3, gửi, rồi ra hết cho cô, bình tĩnh anh ra lên nào, rồi mãi lái được đi nhá, nay không lái được thì mai, tuần này không lái được tuần sau, tháng này không lái tháng sau, bao giờ lái được thôi, em chưa? Đừng hoang mang, sợ thoải mái ra lên. Ra lên. Rồi. Bỏ ra ra khu số 4 nào. Đấy. Thẳng xuống. Rồi. Ra lên nào. Ra lên nào. Nữa lên. Em nhìn thấy đường tàu chưa? Rồi. Đường tàu không có rào chắn. Đá các cô lại đây nào. Phanh chậm. Chân phanh nào. Rồi. Về số 3. Nhẹ nhàng. Rồi. Đường tàu không có rào chắn thì người lái xe là phải đỗ khoảng cách tối thiểu là 5 mét. Đấy, đó là luật ở đấy. Đúng không? Đỏ là cấm, vàng là cảnh báo rồi, đã dạy rồi đúng không? Về đường tàu tiếp theo là cách ra là 5 mét. Học đến đâu đi đâu, biển như nào, cái nào làm sao thì lại dạy dọc đường. Bỏ ga con số 4. Đấy. Rồi bình tĩnh. Lúc này giả lại nó. Không chưa? Đi. Ra con, ra con đi. Cứ ở ngoài đường anh trai, bình tĩnh thôi. Ở ngoài đường, ra lên. Nữa lên. Nữa lên. Nữa lên đi, chân ga nào. Chân ga anh chưa thấy. Bật xe bên phải. Chậm chưa? Chậm đá các cô lại cho anh nào. Chân phanh chậm nào. Về số 2, gãy mò chịu số 2, rồi bỏ phanh, cua lái được theo hướng tay lái mình, tay lái nào, rồi, là chưa đông đúng không, kệ là đông rồi tính sau. Trời, thằng này, vẫn gì, ngược chiều nó chạy đi lên trên kia, cũng thế khổ, ngược chiều, chắc chủ đi lên ngược chiều đấy thôi, chắc trên nhà này. Ngược chiều đấy xong rồi là gì, công an đã bắt thì lại chứa lặng thế trai. Nó ngồi sau vô lăng nó biết được đúng không? Vâng. Đúng không? Nó ngồi rất sau... nguy hiểm. Không phải nguy hiểm, nó quá nguy hiểm. Vâng. Hello, chào buổi sáng cho mọi người. Mình hôm nay tí mất ạ. Ông gì kia tí tôi về tôi gọi điện nào. Số 20 gọi điện.
hôm qua em đi 6:30 về thầy gọi quá ớ em quên, hôm nay 6:30 rồi này, này lại quá mình mấy phút lại bỏ này, thế học giờ nào báo giờ đấy chứ. Anh em chính xác không? Em làm được anh khoa một tháng sau khóa học em có chính xác không? Chính xác. Phải làm thế mới được chứ. Giờ rất là phải chuẩn. Giờ rất phải chuẩn, không chuẩn không được em. Mình làm được chân tay, không phải làm được đầu áp chi áp đâu. Chắc đi, chào mẹ thế đấy, mất thế. Tôi chưa nhớ tên ông, tôi gọi tên ông lên đây, để kêu ông lên. Đi học được buổi, đúng được buổi đầu. Hôm nay trả lời hôm qua không thấy, hôm nay trả lời đầu, thế đấy, cảm ơn. Tôi sung sướng dậy sớm cắp này. Giờ này em ngủ như thể thao không biết không? Vâng. Thể thao chả được ngủ thì không. Đây. Mình có bạn hẹn mình 6:30 hôm nay là buổi thứ hai bạn không ra là bật chứ phải chuyển sang làn mình. Đấy không phải phải. Đấy rồi, ta sẽ nhàn này. Sáng hai ta đi thẳng. 3 giờ em cắm đo đong đếm 17 giờ thì đi vâng. Thoải mái. Làn bên tay trái nó có hai dàn đèn để ý xem bên tay trái dưới vạch dưới đường ấy, xem nó có cho đi thẳng không. Có. Vạch dưới đường bên tay trái nó chỉ cho rẽ trái thôi. Vâng. Thấy không chưa? Vâng, vâng. Vạch dưới đường bên tay trái thì rẽ trái mình đi thẳng mình sang làn giữa. Vạch dưới đường mà nó có một tên như này thì mình mới được đi thẳng. Vâng. Tín hiệu đèn là vạch dưới đường không? Tín hiệu đèn được rồi. Mà chảy đường nó không? Nó rõ ràng thế. Cứ nhìn thấy đèn xanh là đi cắm đầu bóng cổ đấy, đấy là đi sai vài chỉ đường đấy. Mọi người lưu ý để ý. Lưu ý để ý kỹ khi mình tham gia thông với đèn xanh đèn đỏ. Mà thấy có hai bóng đèn xanh hoặc hai bóng đèn đỏ đấy. Bóng đèn xanh mình đi, mình phải để ý cả dưới vài chỉ đường. Mình đi thẳng, đầu tiên mình đi làm trong cùng, mình bên tay trái mình để ý cả vài chỉ đường. Chứ không đơn thuần là gì là mình đi ấy đâu, không đơn thuần là mình cứ thấy là sai mình đi đâu để thấy là sai đi là gì tiến máu dậy sớm thế. Ngày như là cũng quải quá trước sáng tối để nhất ông tiến không phải làm gì sợ dậy sớm sớm em đi được khác anh em lỏng hơn lại ạ. Quả đi tốt anh ngồi anh ngồi em từ ngày đấy chả yếu yếu thì đi chứ xăng dầu đắt anh chịu ai để gì búng bao búng bấy đi bấy yếu trả lùi được đi học tiếp bấy quá lùi mình phải định hình ra được thấy không chưa. Vâng. Mình định hình ra là nó như thế nào, không định hình ra được không làm gì đâu. Thứ nhất là thứ hai là em về tối. Vâng. Thứ ba là em sớm quá nó khó đi học sớm quá khó, mai khả năng em về thì để tối ấy tí về nhắn tin Zalo anh nhá hay là gì đấy. Vâng. Học tối nhá, tối về nhắn tin Zalo anh xong để anh xếp giờ cho nhắn cho ra cho fan đi. Vâng. Vào được bé rồi để anh bố trí giờ cho em cho nó sao hợp lý. Xem thằng kia mai nó học 6:30 không, 6:30 sáng không hay học 5:30 chiều. Nếu học 5:30 chiều thì cho em học sáng, mà học sáng thì cho em học chiều tối về. Vâng. Nhá. Vâng, vâng. Để anh cân đối. Vâng, thế thì tầm khoảng 7-8 giờ tối em mới không? Ừ. Vâng. Em tin rồi, cho anh gì? Vâng. Để em ra chiều tối rồi. Chiều tối bây giờ mang tiếng tối chứ nó có tối đâu, giờ đấy tối gì? Vâng. Nghe chưa? Nghe chưa gang, chưa phanh kia đó. Bắt đầu là đường đông rồi. Bắt đầu người ta đi làm rồi. Quá cơn mưa dã man nhỉ? Vâng, quá mưa to quá. Quá khủng khiếp đúng không? Vâng. Quá khủng khiếp hay quá ghê gớm? Mưa kinh khủng. Nhỏ ra cho phanh. Em về chỗ cầu chui xe máy chết máy luôn. À đó. Thế là đã phải mất tiền sửa xe. À. Đi từ Bầu về thì nó đã ngập rồi nhưng mà về đến chỗ cầu chui là thôi. Em ra chưa? Không hẳn. Đang cả. Em phải chứ. Không đi được thôi phải dắt chứ đi gì nó tắc rồi dắt chứ không nghĩ là nó lại sâu đến mức độ đấy. Là bây giờ rửa buji đúng không? Vâng. Nước vào bô, nước vào bô, tháo bô, nước chân ga chân phanh chuyển sang phanh được hơi đông rồi xe cái alo
Alo. Alo, alo thầy ạ. Mà tiếp đi. Em bây giờ em mới đến ạ. Mày hôm qua mày xin nghỉ đấy cái gì? Ca năm rưỡi qua mày bảo mẹ gọi bận về xin nghỉ đấy gì? Không ạ. Chắc mình đến muộn. Mẹ, thế tao hẹn mày 5:30 xong ra, thế đứng đấy tí thầy quay lại đi vòng sau. Vâng. Cứ đứng ở đấy. Hẹn 5:30 trả ra thì chả thế. Bây giờ mình đến thì thầy cứ đứng ở đấy. Vâng. Vâng. Nghe cho này cho phải. Đi lên cái góc đèn đỏ đấy đúng không ạ? Cứ đi lên hẳn lên tí thầy kia xong quay về vẫn kịp rồi mà. Vâng. Thế là phải được đâu. Chặt chưa? Chặt đặt cái cô lại đây. Đặt cái cô lại. Đặt cái cô này. Giờ ai đợi được đúng không? Vâng. Đợi nó để vớt hết thời gian của mình ạ. Đó, bỏ phải nhà cô. Thế là phải đặt cái cô lại nào. Chậm lắm, đặt cô vào thế. Cứ chậm là đặt cô rồi thoát lại ra cô. Lại đặt cô vào. Đạp côn là đường phải bộ, cứ đạp côn thế, ở bình tĩnh. Đạp côn là giả phanh đúng không? Đạp côn là giả phanh, rồi chậm nữa đạp được số 2 đi, không đi được đâu. Rồi chỗ này hơi đông, kệ nó, lại đạp côn. Bình tĩnh. Không sao, cần phải lùi thì cần phải ra côn, đi này là bị. Vào phanh ra côn. Như côn là nhiều hơn phanh, đi côn nhiều hơn phanh. Tôi vẽ phanh nhiều quá nó ghi máy em chưa, nó ghi máy nó chết. Đá hấp cô lại trôi rồi đã. Nó nào thoát bỏ phanh ra cô. Nó hơi đông mọi người ạ. Nó ra cô. Ra cô tiệm. Đấy, chợ đông. Ồ, không đi được rồi đúng không? Đá hấp cô lại. Nó bắt thêm cái gì rồi gì. Phải xuống bò đi. Rồi, lại ra cô. Chân phanh nhất này nè. Chỉ cô phanh. Chỉ chân cô dân phanh. Luyện chân cô này. Đường đông chật này các bạn đi số thấp thì đi chân cô dân phanh. Đấy, lại cô lại phanh lại. Nó rất đông, qua chậm. Rồi lại ra cô. Rồi không đi rồi. Cô phanh. Đấy, chậm buổi sáng nó đang họp rất là đông. Không cảnh rất là đông. Đi được các cung đường này thì các bạn lại được. Các cung đường đông chật này đi được là được. Thì mới về lái được. Nó có trường chứ, bỏ phanh đi tiếp đấy. Đi này xe số sàn hơi mỏi. Hơi mỏi chân. Đi ở đây một đoạn ngắn đi trong phố. Những hôm mà tắc đường khổ lắm. Trong phố đi tắc đường khổ lắm. Vất như... Đi cái xe số sàn này đi trong phố là vất lắm. Mỏi cứng chân. Còn đi ngoài đường thì thoải mái, đi ngoài đường thì đi số sàn sớm hơn, đi ở trường đi số sàn sớm hơn. Rồi, ra hết cô thì cho lên luôn đi. Rồi, ra hết luôn, ra luôn. Ra luôn, ra đi, ra lên đã. Ra hết cô, ra đã. Ở số 2. Đây không vợi đâu. Đây không có luật, đây chỗ luật rừng, giữ chợ. Giữ chợ. Nghe nói lên luật rừng, thằng nào đi nó đi chứ. Bình tĩnh anh. Ra giữa đi. Đó, ra số 3. Thế nó ra thế thôi. Đấy số 1, được rồi. Và lỏng tay thế. Lỏng tay thẳng thả đó. Ra giữa đây. Đó, số 4. Đi lên dân cường thật chắc đó. Anh này ngồi lùi anh ngồi mày để chú tì trong xe ấy buổi thì hình dung ra được ngồi trong xe nắng mỏi đi ra hai cái cô ra đây ra ngoài chạy ra xe bỏ gác này. Đường nó bé đâu nó chặt. Đường đông chặt bé. Rồi.
chợ tiếp liên hệ chợ tiếp. Trước anh toàn đi cung đường này chứ. Vâng. Sao chuyển ra vườn ở những cung đấy? Con này đầu vào mấy thằng này đi đâu em? Suốt rồi ấy luôn ạ, vấp ca liên tục. Để tối có gì em nhắn tin em hãy sắp lại cho em giờ để đầy đủ. Xem là kia nó học không cũng đi như thế nào. Đợi cái trường lại đấy chứ. Trường thi này nè, sân thi này. Trường thi thì mình không thi đây, mình thì thi trong Sóc Sơn. Đúng rồi, chỉ đẹp gì. Chỉ đây nhiều cơ chế nó khó. Nó khó là mấy không nào thì nó không có sự cái gì. Mọi người này đâu hết nha, vắng nha. Không, là mọi người trong này. Người sang không còi nhấc chân ga cho phanh là gặp trường hợp đấy không phải còi cả, nhìn đến đã biết là nó sang rồi, mình chỉ nhấc chân ga cho phanh này chứ không hoảng loạn còi chả có tác dụng, chỉ chuyển chân ga cho phanh. Giờ khuất tầm nhìn thì ông này có biết bật đèn nào thấy chưa, xe vẫn bật đấy chứ, đi xe cần gì phải đèn tự động đâu. Mình nhìn cái tầm mắt mình khuất như này là rời mưa tối này hoặc rời mưa tuần thì cứ thấp này, nó không được xa này, mình bật cái đèn lên cho người trước, người đối diện ra đi cho nó dễ nhìn, hiểu chưa? Xe mình hay đang bật đèn đấy chứ, chứ không đâu. Đấy, cô ra nhé, đừng làm cô nhé. Vâng, cô ra nhé. Nhiều gái, mọi người đều biết, bây giờ nó sương nó khuất tầm nhìn này gái là mình chủ động mình bật cái đèn lên. Không cần thiết phải đèn, xe có đèn tự động đâu, không cần. Không có cái đèn tầm này đi nhìn cũng nhìn phát hiện ra cái ô tô đấy nhưng mà nó khó chịu chứ, nó tức cái mắt. Nói cho ra đấy chợ được chợ hoa yeah. Nói cho ra cho phanh trên đường làm gì, cho phanh chậm đã, phanh chậm đấy tác động vào chậm chưa đào hết cô vào đấy, cứ đào hết ra thôi. Và lúc này mình cần về số nào mình về. Đó. Về số 2 rồi ra cô đi đấy thôi, chứ không cần nhất thiết phải là gì đâu. Số 3 kẻ bình tĩnh thông thoảng. Mấy khi hay đi chợ đường này lúc mà đi cùng người hay mua hoa. Đây là nơi bán hoa, buôn hoa bán hoa, buôn bán đầu mối đấy, chợ hoa Mê Linh khắp các cái nơi trong thành phố cái này ra, nhất là hôm nào rằm mùng 1 đông lắm. Đang có cua lại cho anh nào. Sau đông thế thì bao giờ ra được, không giờ thì thôi kệ đó, chấp nhận đi làm này là, yeah. Đằng sau đông như thế thì kiếm cỏ thế ra một mắt, nhìn ít thế đâu, còn đâu mình cứ chấp nhận đi như này thôi, lúc nào cảm thấy nó vãn vãn thì mình ra, nó đông như kiếm cỏ thế, đèn xanh nó vượt lên nó như thế, đỏ là cấm vàng là cảnh báo, anh nói sai đâu, cái ông đi 10 kia như cái xe lôi. Ông dán đen xì cái đèn hậu như đấy làm gì? Tôi bảo chỉ có mấy ông này ông dán thôi, còn các cái xe khác nhiều tiền ai người ta dán đâu. Đấy, đỏ là cấm vàng cảnh báo, xanh là cho phép. Có mỗi cái đèn đỏ để đèn phanh thế thì ông dán đen xì à? Không chưa? Sợ người sau chói mắt. Không phải chói, ngoài cho nó, chả hiểu nó độ đẽo gì, nó dán khắp người khắp cái xe. Nhìn thấy đấy, nó là tự dưng mình thấy lạc lõng vậy. Cái nhà thiết kế ra thiết kế nào mình cứ để thế mình dùng đó, đừng có thật thêm vào gì cả. Ví dụ nó không có camera hành trình này, không có cảm biến lùi hay là áp suất lốp thì mình
có thể là ấy được, chỉ có thể mình độ thêm được, không chưa? Là tính toán hết đâu rồi, bao nhiêu kỹ sư ra sinh ra là cái đèn đỏ, đèn phanh ấy để gì, để báo hiệu cho người trước sau biết là mình phanh, hoặc là có cái xe đang đi thì ông dán mẹ đèn vào thế nó hiểu đạo đấy. Nó buồn cười, khó giải thích. Thôi là sau hết là nó bị đèn đỏ nó ấy rồi đúng không? Rồi, em lại ra đây bật xem phải chuyển làn. Rồi, vượt nhé, em từ bên từ sau đít em mình chỉ chuyển làn này, mình qua xe đấy mình tạt vào mình gọi là mình vượt. Còn nếu mình không đi sang làn mình đây, mình không bật xi nhan trái ra nữa thì gọi là mình chuyển làn thôi, ta sẽ ngang. Em chưa? Thế này mình gọi chuyển làn thôi. Còn nếu mình ra khỏi nó ấy, mà mình bật vào sang này thì mình gọi là mình vượt. Em chưa? Ta sẽ ngang đi cái đỏ rồi. Vượt nó khác. Mọi người lưu ý chưa? Đi sau đến đó, xong vượt phải vượt trái lên là quay vào mặt vào nó ấy. Lại đi vào làn đấy thì gọi là vượt tiếp ra cho phanh đi chậm đi. Còn bao nhiêu giây đi đến đấy cần được. Thế thì phải phóng vừa thôi. Chậm đi, chậm đá hết cột lại cho anh. Hết cột lại. Anh đi là đến đây là đèn xanh như vừa đấy. Đá hết cột rồi chưa? Cứ gãy mò đá thì sao? Bỏ phải nha, cái này là đấy. Đi sao mình phải căn cơ tính toán đến đấy là đèn xanh là vừa được. Hạn chế bị dừng lại nhé. Rồi. Và số 2 đang đà này là mình đi được số 2 luôn. Đúng rồi, vâng. Nó lăn bánh thì mình lên được số 2 luôn. Rồi, ra lên để ông đằng sau thúc đi. Xe còn đang lăn bánh thì mình đi số 2 luôn, mình không đi số 1, bỏ gà số 3. Chứ là xe tải nặng hay gì đấy, xe con đang có đà đi số 2. Rồi, số 1, số 3, 4 đi. Rồi, số 4 rồi. Thăng thả thôi, không phải gắt đấy, chân không phải gắt vậy ạ. Số 5 đi. Mà thì chắc là lùi chả đâu đâu. Thôi chỉ khó bon mấy buổi chiều nữa. Cho chắc hẳn. Chắc hẳn mình lại quen cái chất khô đi. Em phải định hình ra được ấy. Em phải định hình ra được nó muốn như nào. Nhìn xem clip nó có rõ đấy rồi, kỹ đấy rồi. Nó rõ nó kỹ đấy rồi, không phải không đâu. Ý được chứ chả lùi được làm gì. Lùi phải định hình được. Chạy trên đường này em chạy ổn đấy chứ. Lái thì em vứt em lái tốt rồi không đâu. Vứt lái tốt rồi. Thôi cứ kẹp đó. Đắt xăng dầu đắt kẹp đi ra bên đây trái này. Đang lại lo. Giá mà giá mà thế nhở. Sợ thật đấy. Mình quá sợ luôn. 31.500 rồi. 31.500. Con này ngày xưa chỉ đổ 500-600 rồi, bây giờ chiều mấy. Đắt hơn ngày xưa. Đắt gấp đôi. Quá gây gớm, quá kinh. Xong vào đắt tại động vất. Nó cũng gây đấy, nó hao tổn đến gì da thịt anh nhiều cho em. Con này phải chịu cái nào. Mình gái được với mình đông. Lượng học viên mình đông, người nọ kéo được người kia vào. Chứ tháng mà 3-4 đông đi học thì chắc chỉ ở vẻ đổ xăng cho vặt thì mua hết, thấy không chưa? Vâng. Cho vặt đổ xăng hết làm gì đâu. Khóa em học là 32 người, khóa này là bao nhiêu người? Cũng thế, 32-34 người. Vâng. Tháng nào chả 3-40 người. Có tháng nào không đâu, tháng nào 3-40 người. Sợ nó vẫn chắc chứ là không đâu. Thôi sẽ biết không ra đâu. Thôi biết đi làm đó này. Biết khi nó chạy ra ngoài đâu. Chứ nó có về xưởng hay là nó hết ngày nó chạy ra ngoài. Nó vẫn đang có tín hiệu chuyển. Nó ra kia nó vào rồi mà. Đấy là nó ra lại vào nó bất công rồi chứ. Nó được nó mắc ô tô rồi nó vào. Lái
tốt hay không lái tốt đâu, nhưng mà lùi chả biết gì. Không biết, không hình dung ra được, lái thì tốt. Lái được, lùi được đấy, để cho em được vác được xe vượt chuyển quang. Nhưng mà Chi Hóa được, chả đi ngay đi chậm, như kiểu gì vác được xe về Chi Hóa đúng không? Hà Nội Chi Hóa 180 cây có ít đâu. Bỏ phay, chân cô đạp đi. Nó vào lại ra ngay, xe buýt nó vào ra ngay, có gì đâu. Xe buýt nó vào nó ra ngay. Bỏ ra một số tăng. Đó, ra lên. Vậy lên. Bỏ xe phải sang dần làm đi đi. Đó, không làm thấp ra đâu. Ta sẽ ra đây. Đó, ta sẽ ra. Rồi, đi dưới trước là không hề được kể lắm. Cứ đi làm là đi chậm được. Thằng xe buýt, thằng bảo yến kia vào, em mình dậy. Ta. Nó vào rồi ra lo cái gì.